thẩm phán xét xử Trump bị dọa đánh bom. Nhà của thẩm phán Arthur Engoron, chủ tọa xử vụ kiện gian lận chống lại ông Trump ở New York, bị dọa đánh bom vài giờ trước phiên tranh tụng cuối cùng. Chúng tôi đã ghi nhận lời đe dọa đánh bom nhằm vào thẩm phán encoron Ann Barker, người phát ngôn của tòa án bang New York, nói ngày 11 tháng 1, người phát ngôn của hạt Nassau, bang New York, xác nhận cảnh sát và đội phá bom đã nhanh chóng ứng phó với sự cố an ninh tại nhà của thẩm phán Encoron vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 11 tháng 1, khoảng 17 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội, song không cung cấp thêm thông tin. Không rõ liệu ông Egoron có ở nhà vào thời điểm đó hay không, sự việc đang được điều tra. Thẩm phán Egoron là chủ tọa phiên tòa xét xử vụ kiện gian lận tài chính trị giá 370 triệu đô do Tổng trưởng lý New York Letitia James đệ trình chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, tập đoàn Trump và cùng hai con trai Eric Trump và Donald Trump Jr. Lời đe dọa đánh bom chỉ đưa ra vài giờ trước phiên tranh tụng cuối cùng của vụ kiện bắt đầu ngày 11 tháng 1. Ngày 10 tháng 1, thẩm phán Egeron và luật sư Christopher Hayes của ông Trump đã có những trao đổi căng thẳng qua email về việc liệu cựu tổng thống có thể phát biểu tại phiên tranh tụng hay không. Ông Egeron đã từ chối yêu cầu này. An ninh luôn là vấn đề được chú ý trong suốt phiên tòa kéo dài nhiều tháng. Trong năm qua, ông Trump đã nhiều lần công kích cá nhân thẩm phán Egeron. Thư ký của ông Egeron cũng từng đối mặt với những lời đe dọa sau khi ông Trump chỉ trích bà Thiên vị. Thẩm phán Egoron sau đó phải ban hành lệnh cấm Trump xúc phạm nhân viên tòa án. Cựu tổng thống Mỹ đã bị phạt 15.000 đô vì hai lần vi phạm lệnh này. Tổng trưởng lý Letitia James đã tìm cách cấm ông Trump tham gia vào lĩnh vực bất động sản của bang New York và phải nộp phạt 370 triệu đô. Con số ước tính dựa trên lợi nhuận bất chính mà tập đoàn Trump thu về nhờ gian lận. Ông Trump được cho là đã khai khống tài sản hàng năm thêm 17 tới 35%, tương đương khoảng 812 triệu tới 2,2 tỷ đô nhằm có được các hợp đồng vay vốn ngân hàng, bảo hiểm ở New York có lợi hơn trong giai đoạn 2011-2021. Tài liệu của James cho rằng hành vi khai khống tài sản của cựu Tổng thống đã giúp ông thu lợi bất chính. Luật sư Christopher Kynes ngày 11 tháng 1 lập luận rằng vụ kiện gian lận tài chính ở New York nhắm vào ông Trump là những điều bịa đặt và mang động cơ chính trị. Ông Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004, cũng chỉ trích phiên tòa là cuộc săn phù thủy nhằm cản trở chiến dịch tranh cử của ông cựu tổng thống phàn nàn rằng không được phép lên tiếng tranh luận trong chí vụ kiện chống lại mình. Tôi thực sự không có quyền, ông nói khi tới tòa án ngày 11 tháng 1 để tham dự phiên tranh luận. Ngoài vụ kiện dân sự này, ông Trump còn đang bị truy tố vì những hành động trước trong và sau nhiệm kỳ tổng thống. Trong đó có hai vụ án cấp bang tại New York và Georgia, cùng hai vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington.